Bài 3, khoảng cách và góc tiếp theo. Ở nội dung trước, thầy đã giới thiệu cho các em khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ hai, góc giữa hai đường thẳng. Chúng ta vào nội dung chính của bài, góc giữa hai đường thẳng. Đầu tiên, đó chính là định nghĩa cho hai đường thẳng A và B, cắt nhau tạo thành bốn góc. Số đo nhỏ nhất của các góc đó được gọi là số đo của góc giữa hai đường thẳng A và B, hay đơn giản là góc giữa A và B, và ta có ký hiệu như sau. Khi A song song hoặc trùng với B, ta quy ước góc giữa chúng bằng 0. Ta có một số chú ý sau. Chú ý thứ nhất, góc giữa hai đường thẳng không vượt quá 90 độ. Chú ý thứ hai, nếu vector U và vector V lần lượt là vector chỉ phương của đường thẳng A và đường thẳng B, thì góc tạo bởi hai đường thẳng bằng góc tạo bởi hai vector chỉ phương nếu như góc tạo bởi hai vector chỉ phương đó bé hơn hoặc bằng 90 độ. Còn nếu như góc tạo bởi hai vector chỉ phương mà lớn hơn 90 độ, thì góc tạo bởi hai đường thẳng bằng 180 độ trừ cho góc tạo bởi hai vector chỉ phương. Chú ý thứ ba, góc giữa hai đường thẳng delta 1 và delta 2 trong trường hợp có phương trình tổng quát của hai đường thẳng này thì cos góc tạo bởi hai đường thẳng được tính theo công thức. Tiếp theo, chúng ta sẽ vận dụng những nhận xét ở trên để giải quyết một vài ví dụ. Cụ thể là ví dụ 1. Cho biết phương trình tham số của hai đường thẳng delta và delta phẩy. Tìm tọa độ vector chỉ phương của hai đường thẳng và tìm góc hợp bởi hai đường thẳng đó. Từ phương trình tham số, ta dễ dàng thấy rằng delta nhận vector U tọa độ trừ 2 trừ 1 làm vector chỉ phương. Còn delta phẩy nhận vector U phẩy tọa độ 1, 3 làm vector chỉ phương. Từ đó, ta tính được cos góc tạo bởi hai vector là vector U và vector U phẩy. Theo công thức, tích vô hướng chia cho tích độ dài và được kết quả là trừ 1 phần căn 2. Suy ra góc tạo bởi hai vector chỉ phương bằng 135 độ. Và từ đó ta có góc tạo bởi hai đường thẳng delta và delta phẩy sẽ bằng 45 độ. Ví dụ 2. Cho hai đường thẳng delta 1 có phương trình là x bằng 5 và delta 2 có phương trình là 2x cộng y trừ 14 bằng 0. Tìm góc giữa hai đường thẳng delta 1 và delta 2. Giải. Từ đề bài, ta có đường thẳng delta 1 có phương trình tổng quát là x trừ 5 bằng 0. Còn đường thẳng delta 2 có phương trình tổng quát là 2x cộng y trừ 14 bằng 0. Do đó, ta vận dụng công thức ở phần nhận xét. Ta được cos góc tạo bởi hai đường thẳng delta 1 và delta 2 bằng 2 phần căn 5. Suy ra, góc tạo bởi hai đường thẳng này gần bằng 26 độ 34 phút. Tổng kết, trong phần này, chúng ta đã học định nghĩa góc giữa hai đường thẳng và một vài ví dụ về cách tính góc giữa hai đường thẳng. Chào các em!